Hi, xin chào tất cả mọi người đến với kênh TT 1985 Review. Thì hôm nay TT sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm, đó là cái đề can là mình dán lên cái ngực này các bạn, giống như là một cái logo gì đó, mình tạo một cái logo gì mình dán lên. Thì TT có đặt bên cái cửa hàng đó một cái sản phẩm là cái logo của tên là TT 1985 Review luôn. Thì hôm nay mình sẵn dịp mình sẽ review cái sản phẩm này, và họ gửi cho mình trong cực, họ ship cho mình bằng đường bưu điện nè mọi người, và họ để trong một cái bao thư như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lại quay gần cận cảnh cho các bạn xem cái đề can nó như thế nào nha. Rồi, và đây là cái tem đề can mà mình đã đặt. Bây giờ mình sẽ khui ra, mình cắt sẵn đây nè mọi người, giờ mình sẽ đổ cho mọi người xem nha. Đó, đây là những cái đề can mình đặt ha, và mình đặt có hai màu, đó nghĩa là cái chữ của mình nó màu trắng nè, một chữ màu trắng, một chữ màu đen. Thì mọi người muốn đặt cái kiểu nào màu mè như thế nào thì mọi người cứ để cho lên trên shop nha, và mình sẽ để cái đường link trên đó. Và ở đây làm họ có một cái hướng dẫn cho mình, và họ cho mình một con số để mình ủi sẵn, giống như là một cái mẫu của mọi người để mình ủi ha. Khi mà mình ủi hoàn chỉnh thì mình sẽ bắt đầu những cái mẫu của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ủi lên áo cho mọi người bắt đầu xem ha. Vậy là cái đề can này rất là ok ha mọi người ha. Mình thấy là mình dán vô nó cứng cực kỳ luôn. Và nó đây nè, mình đã test thử rồi. Mình thấy cái hàng này rất là chất lượng. Thì nếu mà mọi người muốn đặt thì mình sẽ để cái đường link ở phía bên dưới á. Mọi người cứ tham khảo, và cái giá cả như thế nào thì mọi người cứ liên hệ dưới shop nha. Và đây không phải là cái mình quảng cáo cho shop gì hết. Mình thấy cái này cũng chất lượng, và cái chất liệu cái dán rất là dính đó mọi người, khi mà mình ủi lên á mình dán rất là dính luôn đó, rất là ok. Thì nếu mà trường hợp mọi người thấy video clip này có cái điều gì đó mang đến cho mọi người một cái trải nghiệm thực tế nhất, thì mọi người hãy nhớ là đăng ký kênh cho TT 1985 Review nha, và cho TT một like, một chia sẻ luôn.
Rồi nếu mà trường hợp mọi người muốn review những cái sản phẩm gì bán trên online, bán trên những cái trang Lazada, Shopee hay là Facebook gì đó thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới ha. Rồi bây giờ tạm biệt mọi người.